Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng vừa xử phạt ông HNS trú tại quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Ông HNS là người đăng trên mạng xã hội bài viết xót xa trước hộp cơm của các em học sinh vùng cao Nam Giang với thông tin hộp cơm chỉ có thịt chuột. Bài viết đã lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định hình ảnh trong bài viết được chụp vào thời điểm tháng 12 năm 2019 tại chương trình Ngày Tết Quê Em của trường mầm non Thạch Mỹ. Hình ảnh trong bài viết được đăng tải là không trung thực về sự việc và bối cảnh diễn ra.